Aikano Jigoro là Aikano Jigoro là một nhà giáo dục và vận động viên người Nhật Bản, người sáng lập Judo. Kano Jigoro sinh 28 tháng 10 năm 1860 và mất ngày 4 tháng 5 năm 1938. Người sáng lập Judo Jigoro Kano là một nhà giáo dục và một người có tầm nhìn xa, người đã bắt đầu học Jiu-Jitsu để phát triển sức mạnh của mình. Kano cao 5 bộ 2 inch và 41kg đã thêm ý tưởng của riêng mình vào kinh nghiệm Jiu-Jitsu của mình để phát triển một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh, nhân cách hóa, hiệu quả tối đa với nỗ lực tối thiểu. Judo là môn võ thuật đầu tiên của Nhật Bản được quốc tế công nhận rộng rãi và là môn đầu tiên trở thành môn thể thao Olympic chính thức. Những đổi mới về sư phạm do Kano gây ra bao gồm việc sử dụng đai đen và trắng, và việc đưa ra bảng xếp hạng gian để thể hiện thứ hạng tương đối giữa các thành viên của một phong cách võ thuật. Những điều đặc biệt về Jigoro Kano: các phương châm nổi tiếng được cho là của Kano bao gồm hiệu quả tối đa với nỗ lực tối thiểu Chinh Li San Yong Sei Ryoku Zen Yu, và phúc lợi và lợi ích lẫn nhau Jita Gong Zong Jita Kyo A. Trong cuộc đời hoạt động nghề nghiệp của mình, Kano là một nhà giáo dục. Các vị trí quan trọng bao gồm việc làm giám đốc giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục Quân Busan, Mongbuso từ năm 1898 đến năm 1901, và là chủ tịch của trường bình thường cao cấp Tokyo từ năm 1901 đến năm 1920. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Judo và kiếm đạo trở thành một phần của các chương trình trường công lập của Nhật Bản những năm 1910. Kano cũng là người đi tiên phong trong thể thao quốc tế. Thành tích bao gồm trở thành thành viên châu Á đầu tiên của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC. Ông phục vụ từ năm 1909 đến năm 1938. Chính thức đại diện cho Nhật Bản tại hầu hết các thế vận hội được tổ chức từ năm 1912 đến năm 1936, và là người phát ngôn hàng đầu cho việc Nhật Bản đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic 1940. Các danh hiệu và đồ trang trí chính thức của ông bao gồm huân chương công đức đầu tiên và huân chương mặt trời mọc và bằng hoàng gia thứ ba. Kano được giới thiệu là thành viên đầu tiên của Liên đoàn Judo Quốc tế IJF vào ngày 14 tháng 5 năm 1999. Sau khi Kano qua đời, Judo vẫn phát triển mạnh mẽ vào những năm 1950. Các câu lạc bộ Judo mọc lên khắp thế giới, và vào năm 1964, Judo được giới thiệu như một môn thể thao Olympic tại Thế vận hội Tokyo, và được giới thiệu trở lại tại Thế vận hội Munich năm 1972. Di sản thực sự của Kano là chủ nghĩa lý tưởng. Như Kano đã nói trong một bài phát biểu vào năm 1934, không có gì dưới ánh mặt trời vĩ đại hơn giáo dục. Bằng cách giáo dục một người và khi anh ta sống ở thế hệ anh ta, chúng ta đã đóng góp cho 100 thế hệ sau. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!